mấy thằng này tao nói mày mấy thằng này làm này như thế là không đúng luật. Để tài xế làm gì cái tài xế thôi. Ông phụ trách chung cư ông nói nha. Đây là xe nhà tôi ở chung cư. Tôi xuống đây không phải là cái chuyện như vậy là đâu ở. Bây giờ anh nói là cái xe của anh có lấn trên vỉa hè. Trên vỉa hè hoặc trên đường phè là vi phạm luật. Thì anh phải chấp nhận cái chuyện mà để anh em lập biên bản vi phạm luật. Không nhờ vỉa hè ở đâu, vỉa hè đâu? Đây bây giờ ở này nè. Cho vỉa hè đâu? Cho ra đo vỉa hè lộ giới thật chưa? Anh bình tĩnh đi, nha. Anh có rượu thì tôi chấp hành cái đó. Bây giờ anh là tài xế hay ai tài xế? Tôi là tài xế. Tôi chỉ làm việc với tài xế, còn những người không phải tài xế đi chỗ khác. Nhưng mà anh yêu cầu. Anh ra đây làm việc, tài xế. Anh nói chuyện đàng hoàng, bây giờ anh nắm tay cái gì từ từ. Nhưng mà anh vi phạm rồi thì anh đã khẩn trương làm việc. Tôi có vi phạm hay chăng nữa thì bây giờ anh cũng nói chuyện đàng hoàng. Còn những người không phải tài xế đi chỗ khác, kể cả cán bộ, quân đội, công an các thứ, nón, không tiếp. Tiếp tài xế thôi. Vâng, thì bây giờ đúng đúng, tôi cũng không nhận. Nhưng mà bây giờ anh em ấy rồi. Thế mà có. Vâng, nhưng mà bây giờ thủ trưởng. Rồi đi anh lấy cái tờ đi. Rồi tôi chờ. Nhưng mà yêu cầu như thế nào? Dạ, bây giờ là xe trên đường yêu cầu là tài xế xin trình giấy phép lái xe và bằng lái chào bạn. Để anh em kiểm tra. Cái vấn đề anh đậu xe trên hè phố là sai. Hè phố nhưng bây giờ đàng hoàng. Ở đây rất là rõ ràng. Chú lớn tuổi, chú nói chuyện với đàng hoàng, còn đây cháu nói chuyện với đàng hoàng. Rồi, anh nói cái đồng chí, anh nói cái đồng chí này. Cho tài xế rồi rồi. Nếu tôi vi phạm ở đây được. Nếu tôi vi phạm ở đâu được. Xóa chợ. Đến tòa nhà, đến tòa nhà chung cư. Tòa nhà chung cư. Tôi không đi ở ngoài đường vi phạm, nhưng mà đây là lái xe nó cho tôi xuống. Đó. Ở đây người ta đang xử lý tài xế. Tài xế nhưng không mà có cái là lái xe cho bác. Là tôi. Nói cái chuyện mà bây giờ nếu mà trường hợp mấy ông gạch ở đây một đường đó. Ở đây tôi không gạch. Tôi sẽ không gạch. Tôi đứng ở ngoài kia. Tôi đứng sao mà bắt lỗi được? Tôi đứng ở ngoài kia kìa. Thì ông bắt tôi. Đây là tôi đứng ở đây là tôi đủ lấy tôi nhé. Anh nói cái đó khoảng vừa qua anh lấy đây là ở đây này, ở trên chung nhà mình ở trên này. Còn lại mấy đồng chí này là phải kỷ luật mà tôi sẽ đưa ra trước quốc hội là cái việc này. Tòa nhà chung cư mà cho phép đậu xe nên tòa nhà chung cư bây giờ nhà chú có chỗ đậu xe không? Nhà chú có nên được nhà không? Làm luật thì làm đi. Vớ vẩn. Tức là những người làm sai pháp luật và lợi ích trong áp đặt. Chú nói ai ở đây lợi nhóm? Không ai ở đây không ai lợi nhóm hết. Chú lợi ích nhóm. Ở đây không ai lợi nhóm. Chú lợi ích nhóm. Đây là nhà chú gì sao mà chú nói cháu lợi nhóm? Đây là nhà chung cư. Mà chú làm sao chú nói cháu? Tôi không vi phạm luật. Tại sao? Này bắt bẻ gì? Chú việc vi phạm luật hay không vi phạm luật đó là ở đây mọi người ta nhìn thấy chứ không ai không chú không thể làm, đồng chí không thể làm cái điều này được. Nào không nhà lên giấy na cơ là bây giờ nếu mà đối với anh